Xin chào tất cả các bạn. Chúng mình cùng chơi với những con vật đồ chơi đáng yêu của mình các bạn ơi. Chúng mình sẽ chơi với bạn bạn gì đây các bạn có biết không? Đây con gì đây các bạn nhỉ? Đây là con tắc kè. Tắc kè nhá. Bạn tắc kè. Chúng mình sẽ chơi với bạn. Này là bạn gì các bạn có biết không nhỉ? Đây là con cá sấu. Con cá sấu. Bạn cá sấu sẽ đứng ở đây. Chúng mình sẽ chơi với bạn. Đây là con cá. Đây là con lợn. Đây là con gì các bạn? Đây là con ngựa. Con ngựa trắng nhá. Đây là bạn ngựa trắng. Đây là con hiêu. Bạn hiêu sẽ đứng ở đây. Chúng mình sẽ chơi với bạn bò sữa. Bạn này bị mắc, bạn hổ. Bạn bò sữa. Video của mình đến đây là hết rồi. Các bạn hãy xem và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Kênh của mình thì chuyên review các con vật đồ chơi dành cho trẻ em ấy, thì là một kênh rất là bổ ích và rất là thú vị dành cho các em bé. Và các em nhỏ sẽ rất là thích chơi với những con vật này. Thì các bạn hãy đăng ký kênh và ủng hộ mình nhé. Mình xin cảm ơn và xin chào các bạn.